Xin chào tất cả mọi người. Và trên tay mình đây đang chính là chiếc Redmi Note 8 nha. Thì chiếc Redmi Note 8 này được mình mua với giá là 3,6 triệu. Mình vừa có video mở hộp vài hôm trước thôi. Nếu như bạn nào chưa xem á thì có thể click vào đường link mình để ngay bên dưới nha. Và chiếc Redmi Note 8 này nó sẽ sử dụng con chip á, đó là Snapdragon 665 nha. Với cái điểm AnTuTu mà nó đạt được á là tầm khoảng 142.000 điểm nha. Và hôm nay mình sẽ test 3 tựa game nè. Đó là Liên Quân nè, Alpha 9 và Bất Di nha. Thì pin hiện tại của mình còn 38% nha. Và đầu tiên thì mình sẽ đến với tựa game Liên Quân nè. Rồi, và mình đã vào được game rồi. Ở đây bây giờ mình sẽ bật cái phần setting cho bạn xem nha. Và ở đây á, thì mình có thể bật được FPS cao nha. Và cái phần cấu hình ở dưới thì mình độ phân giải HD nè. Mình sẽ bật max luôn là siêu cao. Nhưng mà chất lượng hình ảnh á, thì mình chỉ chỉnh là cao thôi. Bật lên HD nó rất là lag luôn nha. Thì đó là phần setting nha. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn cái ván game của mình. Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Your team has destroyed a tower. Rally! An enemy has been defeated. An ally has been defeated. Bloodbath. An enemy has been defeated. Double kill. Your team has destroyed a tower. Triple kill. Your team has destroyed a tower. Sao phải động chân? An enemy has been defeated.
Và rồi, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cái ván game của mình rồi nha. Một ván game rất là nhanh luôn. Và ở những lúc đi farm á, thì FPS luôn giữ ở mức 59-60 nha. Nhưng mà đến những cái pha combat nhỏ thì mình thấy FPS á, nó tụt xuống còn khoảng 50 mấy, 55, 54 gì thôi. Và đặc biệt là ở cái pha mà combat tổng cuối game á, thì FPS mình thấy nó tụt xuống còn 43 nha. Nhưng mà thật sự là trong quá trình chơi thì mình thấy không lắc gì cả luôn. Tiếp đó thì mình sẽ đến với một tựa game, đó chính là Alpha 9 nè. Và nhìn chung thì mình thấy chiếc máy này nó load game rất là nhanh luôn nha. Để mình xem ở cái tựa game Alpha 9 này nó có mượt hay không. Sao mình có cảm giác là nó hơi lắc ta. Đúng thật là ở cái tựa game Alpha 9 này nó hơi lắc nha. Rồi, và mình đã hoàn thành xong cái một cái dòng đua của mình rồi. Thì mình không biết tại sao á, là ở cái tựa game Alpha 9 này nè, mặc dù ở những cái con kiếp mà cùi hơn á, thì nó vẫn chơi mượt nha. Còn với cái con 665 này thì nó lại lắc. Rồi, vậy là mình đã vừa test xong cái tựa game Alpha 9 nha. Thì ở tựa game Alpha 9 này nè, thì mình thấy máy nó có một tí hiện tượng giật lắc nha. Mình nghĩ có thể là do cái con chip này nó còn mới á, nó chưa có tối ưu tốt thôi. Chứ trên con 660 thì chơi vẫn rất là mượt, không vấn đề gì cả. Và trong quá trình chơi thì mình thấy máy nó bắt đầu ấm lên nè. Nó ấm lên ngay cái phần cảm biến á, phần cảm biến vân tay à, chỉ là hơi ấm thôi, chứ nó không có phải là quá nóng nha. Bởi vì những cái con chip mới sau này á, nó quản lý cái nhiệt khá là tốt. Tiếp đó mình sẽ đến với một tựa game cuối cùng nè, đó chính là PUBG nha. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái cấu hình nha. Thì cái cấu hình ở đây nè, mình chỉ có thể bật là cân bằng thôi, nó không cho mình bật lên là HD nha. Kèm theo đó là ở cái phần mà frame rate á, nó không cho mình bật lên nữa, nó chỉ cho mình bật là medium thôi. Mình nghĩ có thể là do cái này là con chip mới, cái mà PUBG này nè nó chưa tối ưu, hoặc là PUBG nó chưa có cho mình bật lên, mình nghĩ là như vậy thôi. Ở đây mình cho các bạn xem nha, mình có một chiếc Mi Note 3 nè, thì chiếc điện thoại này nó sẽ chạy chip là Snapdragon 660 nha. Ở đây thì mình có thể bật lên là đồ họa là HD nè, và cái tốc độ khung hình đó mình có thể bật lên là cao luôn. Và mình nghĩ rằng trong thời gian tới á, thì cái PUBG này nó sẽ update cho chiếc Redmi Note 8 này bật lên là HD nha. Hiện tại thì nó cho bật như vậy thì mình chơi như vậy thôi. Đó. Và bây giờ thì mình đang ở trên máy bay nè, mình chuẩn bị nhảy dù nha. Thì cái đoạn ở máy bay này thì mình thấy vẫn rất là mượt. Đó, nhảy dù nè.
Rồi, nhìn chung thì mình test tới đây thôi thì mình cũng đã thấy được cái khả năng chơi cái game PUBG này rồi. Với cái đồ họa này thì mình nghĩ không có làm khó được gì chiếc điện thoại này đâu. What the hell? Một cái chết rất là nhảm nhí luôn. Và rồi, vậy là mình đã vừa ở trong cái tựa game PUBG được khoảng hơn 10 phút một tí nha. Và ở trong tựa game này thì mình thấy nó chơi rất là mượt. Có lẽ là do cái cấu hình nó chưa bật được lên cao á. Và mình test được khoảng 45 phút. Thì ở 45 phút này nó tuột hết 15% pin nè. Và với 15% pin này thì mình chơi mà một tiếng á, thì nó tuột khoảng 20% nha. Vậy cái thời gian ước chừng thôi nha. Nếu như mình sạc 100% pin á thì mình chơi nó sẽ rơi vào khoảng được 4 đến 5 tiếng nha. Và với cái mà bật mắt sáng á và chơi được khoảng 4 5 tiếng thì mình thấy rất là ngon rồi. Nếu như các bạn nào mà giảm sáng xuống đi, mình giảm độ sáng màn xuống nè thì thời gian nó chơi sẽ còn lâu hơn nữa nha. Và mình đánh giá rằng á ở chiếc Redmi Note 8 này với con chip là 665 á thì ở liên quân á nó chơi rất là mượt, nhưng mà hai tựa game Alpha 9 nè và PUBG thì nó hơi có một tí vấn đề nha. Thì cái vấn đề này mình nghĩ là về con chip nó quá là mới thôi. Và trong thời gian tới thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có bản cập nhật cho chiếc điện thoại Redmi Note 8 này nha. Và đường link chi tiết để mua sản phẩm này mình sẽ để ngay bên dưới nha. Nếu như bạn nào muốn mua thì có thể click vào đường link mình để ngay bên dưới để tham khảo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.